Cuối chương trình là thông tin trong lĩnh vực an ninh trật tự. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một số đối tượng cướp tài sản. Đó là Vũ Đức Tiến sinh năm 2006, Lê Hoàng Hải sinh năm 2007, Trần Văn Đông và Hoàng Thái Bình đều sinh năm 2008, trú tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Đỗ Trung Hưng sinh năm 2009 và Hoàng Hữu Đạt sinh năm 2008, trú tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Các đối tượng khai nhận do quen biết nhau từ trước nên khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7 năm 2024, các đối tượng rủ nhau sang tỉnh Thái Bình chơi, tìm những nam thanh niên có độ tuổi như chúng, đầu không đội mũ bảo hiểm, đi xe mô tô không lắp gương chiếu hậu để chặt lấy biển kiểm soát xe đăng lên TikTok, mục đích khiêu khích và khoe chiến tích trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã xác minh hiện trường, rà soát, xác minh các đối tượng, thu giữ một số xe mô tô và một thanh kiếm. Trị giá tài sản cướp là trên 200 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng.